Trong bản tin Canada ngày 24 tháng 5 hôm nay, nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán đã tìm kiếm sự chăm sóc của bệnh viện trước khi bùng phát COVID-19 được tiết lộ, theo một báo cáo mới. Cơ quan NACI khuyến nghị tiêm vaccine tương tự cho liều thứ hai. Các tỉnh chuyển nỗ lực tiêm chủng sang thanh thiếu niên khi chiến dịch triển khai tăng tốc. Chỉ có ở Canada, các phòng khám vaccine theo kiểu trung tâm khúc công cầu đang hoàn thành công việc nhanh hơn. Các bác sĩ cho biết việc người dân đang shopping lựa chọn vaccine, từ chối tiêm vaccine Moderna là đáng báo động, không cần thiết và có thể gây hại. Biểu tình chống khai thác gỗ tại Vancouver, 14 người bị bắt. Đội trưởng của đội Toronto Maple Leafs, John Tavares, bị chấn thương đầu gối và chấn động đầu trong game 1 của trận đấu playoff, rời khỏi sân đấu vô thời hạn. Sự biến động của đồng tiền điện tử Bitcoin kéo dài vào cuối tuần khiến các nhà giao dịch không ít hồi hộp. Ít nhất 14 người chết sau khi cáp treo ở Ý lao xuống đất. Hai tấm vé 649 ở tỉnh Ontario chia nhau giải độc đắc Lotto 649 trị giá 9 triệu đô la. Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn cùng đến với bản tin Canada hàng ngày của kênh Culture Channel, cập nhật một số tin tức Canada mới nhất cũng như một số tin tức thế giới nổi bật, được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị ghé thăm trang web của Culture để đọc thêm các bản tin cũng như các bài viết khác tại địa chỉ culturemagazine.com. Và nếu quý vị chưa đăng ký subscribe, chúng tôi kính mời quý vị nhấn đăng ký subscribe và nhấn nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có video mới. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ của quý vị và các bạn. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách giúp chia sẻ, share video và bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây mời các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại tỉnh bang Ontario đang được tiến hành để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, bảo vệ mạng sống. Cho đến khi tất cả chúng ta đều đã được tiêm chủng, hãy nhớ đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách. Mỗi ngày đang có hàng ngàn người được tiêm chủng, rất nhanh sẽ đến lượt của quý vị rồi đó. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/Ontario's COVID-19 Vaccination Plan hoặc quý vị gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán đã tìm kiếm sự chăm sóc của bệnh viện trước khi bùng phát COVID-19 được tiết lộ, theo báo cáo. Ba nhà nghiên cứu từ Viện Virus học Vũ Hán, Wuhan Institute of Virology của Trung Quốc, đã tìm kiếm sự chăm sóc tại bệnh viện vào tháng 11 năm 2019, vài tháng trước khi Trung Quốc tiết lộ đại dịch COVID-19, theo tờ Wall Street Journal đưa tin vào Chủ nhật, trích dẫn một báo cáo tình báo Mỹ trước đó chưa được tiết lộ. Tờ báo cho biết bản báo cáo cung cấp thông tin chi tiết mới về số lượng các nhà nghiên cứu bị ảnh hưởng, thời gian mắc bệnh và những lần đến bệnh viện của họ, có thể tăng thêm sức nặng cho những lời kêu gọi điều tra rộng hơn về việc liệu virus COVID-19 có thể đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm hay không. Báo cáo được đưa ra trước cuộc họp của cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến sẽ thảo luận về giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia không có bình luận gì về báo cáo của tờ Wall Street, nhưng cho biết chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục có những câu hỏi nghiêm trọng về những ngày đầu của đại dịch COVID-19, bao gồm cả nguồn gốc của nó ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bà cho biết chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các quốc gia thành viên khác để hỗ trợ đánh giá do chuyên gia định hướng về nguồn gốc của đại dịch không bị can thiệp hoặc chính trị hóa. Bà nói, chúng tôi sẽ không đưa ra những tuyên bố làm ảnh hưởng đến một nghiên cứu đang diễn ra của Tổ chức Y tế Thế giới về nguồn gốc của SARS-CoV-2. Nhưng chúng tôi rõ ràng rằng các lý thuyết đúng đắn và đáng tin cậy về mặt kỹ thuật cần được đánh giá kỹ lưỡng bởi các chuyên gia quốc tế. Tờ báo Wall Street cho biết các quan chức hiện tại và cựu quan chức quen thuộc với thông tin tình báo về các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã bày tỏ nhiều quan điểm về sức mạnh của bằng chứng, hỗ trợ của báo cáo, với một người giấu tên nói rằng cần điều tra thêm và chứng thực thêm. Hoa Kỳ, Na Uy, Canada, Anh Quốc và các quốc gia khác vào tháng 3 đã bày tỏ lo ngại về nghiên cứu nguồn gốc COVID-19 do WHO đứng đầu,
đồng thời kêu gọi điều tra thêm và truy cập đầy đủ vào tất cả dữ liệu thích hợp về người, động vật và các dữ liệu khác về giai đoạn đầu của sự bùng phát. Washington mong muốn bảo đảm sự hợp tác và minh bạch hơn của Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào Chủ nhật. Vào Chủ nhật, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng một nhóm do Tổ chức Y tế Thế giới đứng đầu đã kết luận rằng một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra sau chuyến thăm vào tháng 2 tới Viện Virus Học. Hoa Kỳ tiếp tục thổi phồng lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, trả lời theo yêu cầu bình luận của tờ Wall Street Journal, thực sự là lo lắng về việc truy tìm nguồn gốc hay cố gắng chuyển hướng sự chú ý, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Chính quyền của Tổng thống Trump cho biết họ nghi ngờ virus này có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm của Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh phủ nhận. Một tờ thông tin của Bộ Ngoại giao được phát hành vào thời điểm gần cuối của chính quyền Tổng thống Trump cho biết, chính phủ Hoa Kỳ có lý do để tin rằng một số nhà nghiên cứu trong Viện Virus Học đã bị bệnh vào mùa thu năm 2019, trước khi trường hợp bùng phát đầu tiên được xác định, với các triệu chứng phù hợp với cả COVID-19 và các bệnh thường gặp theo mùa. Nó không cho biết có bao nhiêu nhà nghiên cứu. Theo Reuters đưa tin vào tháng 2, Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu thô về các trường hợp COVID-19 ban đầu cho nhóm do WHO đứng đầu đang thăm dò nguồn gốc của đại dịch. Theo một trong những điều tra viên của nhóm, có khả năng làm phức tạp nỗ lực tìm hiểu cách bùng phát dịch bệnh. Cơ quan NACI khuyến nghị tiêm vaccine tương tự cho liều thứ hai. Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan NACI đã cập nhật hướng dẫn của mình về mũi tiêm thứ hai, khuyến nghị rằng bệnh nhân nên tiêm cùng loại vaccine cho mũi tiêm thứ hai giống với vaccine mà đã nhận ở liều đầu tiên. Nhưng nếu loại vaccine đó không có sẵn, cơ quan NACI đề nghị nên sử dụng Johnson & Johnson thay cho vaccine AstraZeneca và dùng Moderna thay cho Pfizer hoặc ngược lại, tức là cả hai liều đều cùng loại vaccine mRNA. Tuy nhiên, khi nói đến vaccine vector virus AstraZeneca và Johnson & Johnson, thì câu hỏi vẫn đang được tranh luận vào lúc này. Kế hoạch phân phối lô hàng 300.000 liều ban đầu của vaccine Johnson & Johnson vẫn đang được giữ lại sau khi Bộ Y tế Canada biết được một phần của lô hàng này được sản xuất tại một cơ sở ở Maryland, Hoa Kỳ mà đã có vấn đề trong kiểm soát chất lượng. Vaccine mRNA thay cho mũi tiêm AstraZeneca thứ hai có thể là một lựa chọn, nhưng cơ quan NACI đang chờ có thêm dữ liệu. Một nghiên cứu ở Tây Ban Nha đã công bố kết quả ban đầu vào tuần trước cho thấy tiêm liều thứ hai của Pfizer cho những người đã nhận AstraZeneca là mũi đầu tiên đã tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn, nhưng vẫn chưa có thêm thông tin. Một nghiên cứu của Vương quốc Anh vào đầu tháng này cho thấy rằng trình tự tương tự đã tạo ra một số các tác dụng phụ ban đầu mạnh hơn, nhưng chúng chỉ là tạm thời và việc pha trộn các loại vaccine được coi là an toàn. Dự kiến sẽ có thêm dữ liệu về việc pha trộn vaccine sẽ mang lại kết quả tương tự hoặc tốt hơn so với hai liều vaccine giống nhau trong một vài tuần nữa. Matthew Turnus là thư ký điều hành của cơ quan NACI nói với Ủy ban Sức khỏe Quốc hội hôm thứ Sáu rằng những người mà đã nhận AstraZeneca nên đợi 12 tuần để tiêm liều thứ hai nhằm tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn. Cơ quan NACI trước đây đã nói rằng hai liều có thể cách nhau lên đến 16 tuần. Các tỉnh bang trên khắp Canada đang chuyển nỗ lực tiêm chủng sang thanh thiếu niên khi chiến dịch triển khai tăng tốc của Canada. Trên toàn quốc, các ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục có xu hướng giảm so với đỉnh trong đợt sóng thứ ba được báo cáo vào giữa tháng 4, mặc dù số ca nhiễm vẫn cao ở một số tỉnh bang. Canada đã ghi nhận thêm 3.416 ca bệnh mới vào Chủ nhật và 3.646 ca bệnh mới vào thứ Bảy, nâng tổng số ca COVID-19 ở Canada lên mức 1.359.180, trong đó trên 94% ca đã hồi phục. Hiện có 53.663 ca còn bệnh, 25.231 tử vong. Tính đến tối Chủ nhật thì Canada đã tiêm trên 21 triệu liều vaccine, có gần 51% dân số Canada đã được tiêm ít nhất một liều. Trong đó, 85% dân số quân đội Canada đã nhận được ít nhất một liều vaccine COVID-19. Bộ Quốc phòng cho biết các quân nhân Canada đang sẵn sàng chủng ngừa, với hơn 85% tổng số quân được tiêm ít nhất một liều.
Điều đó thì trái ngược với tình trạng lưỡng lự về vaccine trong quân đội Hoa Kỳ, nơi một số báo cáo cho rằng có tới 1/3 quân đội Mỹ đã từ chối tiêm vaccine. Tỉnh Manitoba hiện là tỉnh bang với tỷ lệ nhiễm trùng bình quân đầu người cao nhất Canada, và tỷ lệ nhiễm trùng của Manitoba tiếp tục gia tăng sau khi tỉnh này báo cáo thêm 461 trường hợp mới và thêm một trường hợp tử vong vào ngày Chủ nhật. Trong số các ca nhiễm mới, 299 ca là ở vùng y tế Winnipeg. Với những số liệu mới, chính quyền tỉnh bang cho biết tỷ lệ dương tính với xét nghiệm trên khắp Manitoba trong 5 ngày qua hiện là 14,5%, còn ở Winnipeg là 16,7%. Các bệnh viện của tỉnh, nơi đang ngày càng căng thẳng, đã chứng kiến thêm 18 người nhập viện do coronavirus, nâng tổng số bệnh nhân vì COVID-19 lên 316 người. Tỉnh đang gửi một số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt phòng ICU đến nước láng giềng ở tỉnh bang Ontario. Tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày của tỉnh Manitoba là khoảng 34 trường hợp mới mỗi ngày cho mỗi 100.000 người dân, cao nhất trong số các tỉnh của Canada. Đứng thứ hai là tỉnh Alberta với tỷ lệ là 20,6 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày cho mỗi 100.000 người dân. Thủ hiến Brian Pollister cho biết tỉnh đang làm việc trên một kế hoạch để nhận được hàng ngàn liều vaccine dư được gửi từ bang North Dakota của Hoa Kỳ đến Manitoba, nhưng đã bị Nhà Trắng từ chối. Tỉnh hiện còn 5.072 ca còn bệnh, trong đó 3.645 ca là ở vùng Winnipeg. Tỉnh đã tiêm 47,2% dân số với ít nhất một liều. Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên ở tỉnh Manitoba hiện có đủ điều kiện để đặt lịch hẹn tiêm liều vaccine thông qua địa điểm tiêm chủng lớn trong các cộng đồng lớn cũng như một số phòng khám cộng đồng. Trong khi đó, một ngày sau khi Canada chính thức thông báo đã tiêm chủng trên 50% cư dân chống lại COVID-19, nhiều tỉnh bang đã tăng cường nỗ lực bổ sung các nhóm tuổi trẻ hơn vào hàng ngũ được tiêm chủng. Tỉnh Ontario vào Chủ nhật đã trở thành tỉnh mới nhất mở các cuộc hẹn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên trên toàn tỉnh thông qua hệ thống đặt hẹn trực tuyến của tỉnh. Tất cả người lớn ở tỉnh Ontario cùng với thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên hiện có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine COVID-19 bắt đầu từ 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 5 thông qua cổng đặt lịch hẹn trực tuyến hoặc trung tâm cuộc gọi cũng như thông qua các hiệu thuốc mà cung cấp vaccine Pfizer. Một số khu vực trong tỉnh cũng đã bắt đầu tiêm chủng cho thanh thiếu niên tại các phòng khám di động trước lịch trình. Tại thành phố Toronto, thành phố này đang khuyến khích người dân đi tiêm chủng vào cuối tuần lễ dài này như một phần của chiến dịch tiêm chủng vào cuối tuần lễ dài trên khắp mạng lưới 9 phòng khám do thành phố điều hành. Thành phố cho biết hơn 22.518 người đã được chủng ngừa tại các phòng khám do thành phố điều hành vào thứ Sáu và thứ Bảy. Trong ngày Chủ nhật, thì phòng khám di động đã đến tại City Hall của thành phố Toronto với hàng ngàn thanh thiếu niên đã xếp hàng để nhận liều tiêm Pfizer đầu tiên. Nếu ai đó cần một động lực để tiêm vaccine thì có hai chiếc xe tải bán kem cung cấp kem miễn phí cho những người đã tiêm đậu ngay trên quảng trường Nathan Phillips. Một nhóm nhỏ đã xuất hiện để biểu tình chống vaccine. Cảnh sát Toronto, Constable Ed Parks, xác nhận 3 người tham gia đã bị bắt. Một người bị buộc tội gây phiền toái thông thường, một người không tuân thủ và người thứ ba bị phạt vi phạm luật tỉnh. Cả 3 người đã được thả ra sau vụ bắt giữ. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 1.691 ca nhiễm mới và 15 ca tử vong vào Chủ nhật, đã giảm từ con số 1.794 ca nhiễm mới báo cáo hôm thứ Bảy. Ngày thứ ba liên tiếp, tỉnh này có ít hơn 2.000 ca, khi tỉnh đạt được cột mốc tiêm chủng mới với trên 8 triệu mũi tiêm đã được tiêm trên khắp tỉnh, tức là 51,1% dân số của tỉnh đã được tiêm ít nhất một liều. Số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày qua đang ở mức thấp nhất kể từ 28 tháng 3. Tỉnh hiện có 20.672 ca còn bệnh, trong đó thì Toronto có 7.225 ca còn bệnh, vùng Peel thì có 5.694 ca bệnh, vùng York thì có 1.453 ca bệnh, vùng Durham có 1.120 ca, Ottawa còn 1.060 ca, Hamilton còn 962 ca, Niagara còn 743 ca, vùng London còn 670 ca và Waterloo còn 543 ca còn bệnh. Tại tỉnh Quebec, đã có những hàng dài xếp hàng bên ngoài một trung tâm tiêm chủng ở Montreal mở cửa cho nhóm tuổi từ 12 đến 17 vào cuối tuần.
tỉnh sẽ chính thức mở hệ thống đặt lịch hẹn cho thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên vào thứ Ba, ngày 25 tháng 5. Nhưng một phát ngôn viên của cơ quan y tế địa phương cho biết, các quan chức tại phòng khám phía Tây trung tâm thành phố đã quyết định không từ chối nếu thanh thiếu niên tự bước vào mà không đặt lịch hẹn trước. Các nỗ lực nhằm vào nhóm cư dân trẻ tuổi được đưa ra trong bối cảnh cuộc vận động tiêm chủng quốc gia nói chung đang tăng tốc. Giám đốc Y tế Công cộng của Canada đã viết trên Twitter vào Chủ nhật rằng hơn 2,5 triệu người Canada đã nhận được một liều vaccine COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5. Có hơn 19,3 triệu người dân Canada, tức là gần 51% dân số quốc gia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine đầu tiên tính đến sáng Chủ nhật, mặc dù chưa đến 5% đã được chủng ngừa đầy đủ cả hai mũi tiêm. Tỉnh Quebec đã báo cáo thêm 477 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong vào hôm Chủ nhật, là số ca nhiễm mới hàng ngày thấp nhất được báo cáo trong 8 tháng. Tỉnh cũng đã báo cáo 505 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong vào hôm thứ Bảy. Tỉnh Quebec hiện đang dẫn đầu tất cả các tỉnh về chiến dịch tiêm chủng của mình, với hơn 53,7% dân số của tỉnh đã được tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên, tức là tỉnh đã tiêm khoảng 5 triệu mũi tiêm. Tốc độ tiêm chủng đã cho phép tỉnh công bố kế hoạch mở cửa trở lại sẽ bắt đầu vào cuối tuần sau. Kể từ thứ Sáu tới, lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ trên khắp tỉnh Quebec và mọi người có thể thưởng thức các bữa ăn ngoài trời, trên sân và hiên nhà hàng. Các cuộc tụ họp ngoài trời lên đến 8 người cũng sẽ được phép trong tài sản riêng và việc đi lại giữa các khu vực sẽ được phép. Tỉnh hiện ghi nhận có 6.022 ca còn bệnh. Một số tỉnh bang khác cũng đã mở rộng độ tuổi tiêm vaccine cho những người từ 12 tuổi trở lên, bao gồm tỉnh BC, Alberta, Newfoundland, Saskatchewan và Manitoba. Tỉnh Alberta thì báo cáo thêm 563 ca bệnh mới và 6 ca tử vong vào hôm Chủ nhật. Tỉnh đã công bố các quy tắc cách ly COVID-19 mới. Những người được tiêm chủng đầy đủ sẽ không còn phải cách ly nếu tiếp xúc với COVID-19 và không có triệu chứng. Và những người đã tiêm một mũi có thể giảm thời gian cách ly. Hầu hết tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 của tỉnh Alberta sẽ trở lại lớp học vào thứ Ba, ngoại trừ các học sinh ở thành phố Wood Buffalo, trong đó có Fort McMurray, sẽ ở nhà thêm một tuần nữa. Tỉnh hiện còn 14.533 ca còn bệnh. Trong đó thì vùng Calgary hiện có 6.360 ca còn bệnh, Edmonton có 3.562 ca còn bệnh. Tỉnh đã tiêm 48,7% dân số. Mọi người dân Alberta từ 12 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để tiêm vaccine. Tiến sĩ Dina Hinshaw, giám đốc y tế của tỉnh cho biết, những người bị suy giảm miễn dịch có thể đặt hẹn cho liều thứ hai 3-4 tuần sau lần tiêm đầu tiên. Còn tất cả những người dân Alberta khác đều đủ điều kiện để tiêm liều thứ hai sau liều đầu tiên từ 3-4 tháng. Đối với vaccine AstraZeneca, tỉnh đã hạ độ tuổi tối thiểu xuống 30. Tuy nhiên, họ vẫn dự trữ nguồn cung còn lại cho liều thứ hai khi mọi người đủ điều kiện. Ở tỉnh British Columbia, cảnh sát RCMP cho biết họ đã ngăn chặn 103 tài xế tại các cuộc kiểm tra đường cao tốc trên khắp tỉnh được thực hiện vào cuối tuần lễ dài để ngăn chặn việc đi lại không cần thiết. Một phát ngôn viên cho biết hai tài xế đã bị buộc tội vì cáo buộc không dừng xe khi cảnh sát yêu cầu và bị phạt $230. Hôm thứ Sáu, thì thủ hiến John Horgan cho biết các hạn chế về COVID-19 của tỉnh dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Ba này, cùng ngày tỉnh dự kiến công bố một lộ trình dỡ bỏ các hạn chế trong suốt mùa hè. Tỉnh BC hiện có 4.507 ca còn bệnh, trong đó thì vùng Fraser còn 2.647 ca bệnh, khu vực ven biển Vancouver Coastal còn 1.037 ca, vùng nội địa Interior thì có 506 ca, đảo Vancouver Island thì có 161 ca, vùng phía Bắc còn 153 ca, và tỉnh đã tiêm 50,5% dân số với ít nhất một liều. Các gia đình sẽ có thể cùng nhau chủng ngừa ở tỉnh BC vì chính phủ mời thanh niên trong độ tuổi từ 12 đến 17 đi chích ngừa COVID-19. Tiến sĩ Bonnie Henry cho biết họ đã chọn tiêm chủng cho thanh thiếu niên tại các phòng khám cộng đồng thay vì ở trường học dựa trên phản hồi từ các gia đình. Có 310.000 trẻ em ở tỉnh BC đủ điều kiện để nhận vaccine Pfizer. Mục tiêu là sẽ đưa những trẻ em đó đi tiêm chủng trước cuối năm học. Tất cả mọi người trên 12 tuổi hiện đủ điều kiện đăng ký trực tuyến hoặc qua điện thoại.
Những người đã tiêm liều đầu tiên của vaccine AstraZeneca sẽ có quyền lựa chọn mũi tiêm thứ hai trong khoảng thời gian 4 tháng. Tiến sĩ Bonnie Henry cho biết 20.000 liều vaccine AstraZeneca sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 và được dành cho những người không thể tiêm vaccine mRNA. Tại các vùng thảo nguyên Prairies, tỉnh Saskatchewan đã thông báo hôm Chủ nhật rằng họ đang đẩy mạnh nỗ lực để người cao niên tiêm liều thứ hai. Cơ quan Y tế Saskatchewan báo cáo rằng kể từ thứ Hai, ngày 24 tháng 5, bất kỳ ai từ 80 tuổi trở lên có thể đặt lịch hẹn tiêm liều thứ hai cùng với bệnh nhân ung thư và cấy ghép nội tạng và những người đã được tiêm chủng vào hoặc trước ngày 1 tháng 3. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 116 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong vào Chủ nhật. Tỉnh hiện còn 1.642 ca còn bệnh. Trong số đó, vùng Saskatoon còn 494 ca bệnh, Regina còn 272 ca bệnh. Tỉnh đã tiêm cho 50,8% dân số. Cư dân Saskatchewan từ 12 tuổi trở lên hiện có đủ điều kiện để đặt lịch hẹn tiêm vaccine. Một chương trình tiêm chủng học đường cho những người từ 12 đến 18 tuổi sẽ được giới thiệu vào tháng 6. Nhưng những cư dân đủ điều kiện ở độ tuổi đó cũng có thể được chủng ngừa tại các phòng khám cung cấp vaccine Pfizer. Bất kỳ ai từ 85 tuổi trở lên hoặc bất kỳ ai đã nhận liều vaccine đầu tiên trước ngày 15 tháng 2 hiện có thể đặt lịch hẹn cho liều thứ hai. Bất kỳ ai được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và những người nhận cấy ghép nội tạng sẽ nhận được thư xác nhận đủ điều kiện qua đường bưu điện cho phép họ được ưu tiên tiêm liều thứ hai. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, tỉnh New Brunswick còn 129 ca bệnh, tỉnh Nova Scotia còn 943 ca bệnh, tỉnh PEI còn 15 ca bệnh, Newfoundland còn 91 ca bệnh. Chỉ có ở Canada, các phòng khám vaccine theo kiểu trung tâm khúc cung cầu đang hoàn thành công việc nhanh hơn. Các nhân viên y tế công cộng cho biết có một cách mới và khác biệt của Canada để vận hành phòng khám vaccine COVID-19 và nó hoàn thành công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bethany Lee là giám đốc truyền thông của khu vực vùng Peel, tỉnh Ontario cho biết mô hình trung tâm khúc cung cầu được thiết kế với không gian lớn như đấu trường, cải tiến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc thông thường để các bác sĩ tiêm chủng có thể tiêm nhiều liều vaccine hơn. Bà nói mọi người sẽ đến, họ sẽ xếp hàng và sau đó họ sẽ được hướng dẫn đến một chỗ ngồi. Khi họ đã ngồi vào chỗ, tất cả các dịch vụ sẽ đến với họ bằng cách giảm thiểu sự di chuyển của người dân đang tiêm vaccine. Chúng tôi tiêm chủng nhanh hơn, điều đó tốt hơn cho nhân viên và đó thực sự là một trải nghiệm tốt và an lành cho người dân đang tiêm phòng. Tất cả thủ tục từ giấy tờ của bệnh nhân đến lúc được tiêm và thời gian hồi phục 15 phút đều diễn ra khi bệnh nhân ở nguyên một chỗ. Điều đó có nghĩa là không có tắc nghẽn ở bất kỳ bước nào mà bệnh nhân thường thấy trong việc đăng ký rồi di chuyển đến khu vực chờ đợi, đến nơi họ nhận mũi tiêm và một nơi khác hồi phục trong 15 phút. Mô hình trung tâm khúc cung cầu là sản phẩm trí tuệ của tiến sĩ Ian Ara, nhân viên y tế và giám đốc điều hành của đơn vị y tế Grey Brooks ở Owen Sound, tỉnh Ontario. Mô hình này hiện đã được thực hiện ở ít nhất 6 khu vực y tế tỉnh Ontario, cũng như một số vùng của tỉnh bang Manitoba và Alberta. Tiến sĩ Ara cũng nhận được sự quan tâm từ một quan chức ở New Zealand. Tiến sĩ Ara cho biết với tốc độ tối đa, một phòng khám hoạt động 10 giờ với chỉ 5 người tiêm chủng có thể tiêm cho 4.500 người trong một ngày, với mỗi người tiêm chủng tiêm 70 đến 90 mũi mỗi giờ. Mặt khác, tại các phòng khám truyền thống thì mỗi người tiêm chủng xử lý từ 6 đến 10 người mỗi giờ. Ý tưởng này xuất hiện lần đầu cách đây vài năm khi ông còn là một bác sĩ nội trú nghiên cứu các phản ứng của đại dịch. Có những lợi ích khác ngoài việc tiêm vaccine nhanh chóng, bởi vì bệnh nhân ở một chỗ, có ít bề mặt để làm sạch hơn và ít nơi có thể xảy ra lây truyền hơn. Ngoài ra thì nó còn làm giảm các chấn thương có thể xảy ra khi những người muốn ngất xỉu sau khi tiêm hoặc ngã khi di chuyển đến khu vực phục hồi. Tỉnh Saskatchewan dỡ bỏ thời gian chờ nhận vaccine cho những người đã phục hồi từ COVID-19. Những người ở tỉnh Saskatchewan mà đã bị mắc COVID-19 sẽ không còn cần phải đợi đến 3 tháng trước khi được nhận vaccine, một yêu cầu mà trước đây đã được cơ quan y tế của tỉnh đưa ra. Theo trang câu hỏi thường gặp trên trang web của cơ quan y tế tỉnh Saskatchewan, thời gian chờ 90 ngày đã được dỡ bỏ và miễn là cá nhân đó hồi phục và không còn lây nhiễm, họ có thể được tiêm phòng.
thời gian chờ đợi ban đầu được đưa ra là do nguồn cung vaccine thấp. Tiến sĩ Sakib Shanhat, giám đốc y tế của tỉnh, giải thích thêm rằng, sau khi một người nào đó đã nhiễm COVID-19, người đó sẽ không bị nhiễm lại trong vòng 90 ngày tới. Các bác sĩ cho biết việc người dân đang shopping chọn lựa vaccine, từ chối tránh tiêm vaccine Moderna là đáng báo động, không cần thiết và có thể gây hại. Các quan chức y tế công cộng trên toàn tỉnh Ontario gần đây đã đưa ra những lo ngại về việc người dân shopping cho vaccine, từ chối tránh tiêm vaccine Moderna. Bác sĩ Herman Shah của mạng lưới y tế đại học giúp tiêm chủng tại các phòng khám ở thành phố Toronto đang chứng kiến mối quan tâm ngày càng gia tăng về vaccine Moderna. Khi người dân đến tiêm, sắn tay áo lên và được báo là họ đang nhận vaccine Moderna, người dân đã từ chối và muốn thay thế với vaccine Pfizer. Bác sĩ Shah nói rằng nhiều người đã nhận được thông tin sai lệch trên mạng xã hội hoặc thông qua truyền miệng và tin tưởng không chính xác rằng Pfizer là tốt hơn trong hai loại vaccine. Ông nói Moderna và Pfizer giống như xe Mercedes và BMW. Bạn không từ chối một chiếc Mercedes và bạn không từ chối một chiếc BMW. Các chuyên gia nói rằng mọi người biết nhiều hơn về vaccine Pfizer vì loại vaccine này phổ biến hơn ở Canada với nguồn cung cấp ổn định trong suốt năm nay. Trong khi đó, thì Moderna đã phải đối mặt với các vấn đề về nguồn cung, nhưng vẫn hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19. Bác sĩ Elizabeth Richardson, là giám đốc y tế của thành phố Hamilton, cũng cho biết mọi người xuất hiện và phát hiện là vaccine Moderna họ đã bỏ đi để đặt lại cuộc hẹn khác. Giám đốc y tế của thành phố Ottawa, tiến sĩ Vera Edges, cho biết sở thích dành cho Pfizer là một xu hướng mới nổi cần được giải quyết. Bà đã nhắc nhở công chúng rằng khoa học đằng sau cách thức hoạt động của vaccine Moderna và Pfizer để ngăn chặn nhiễm trùng COVID-19 là gần như giống hệt nhau, cũng như hiệu quả của hai liều lượng của chúng tương ứng là 94% và 95%. Giám đốc y tế thành phố Toronto là tiến sĩ Eileen Davila nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng bà đã được hỏi về lý do tại sao ít nói về vaccine Moderna so với Pfizer và AstraZeneca. Bà nói rằng nó phụ thuộc vào nguồn cung cấp chứ không phải là hiệu quả. Bà nói thêm, các nghiên cứu có xu hướng tập trung vào vaccine Pfizer và AstraZeneca vì những vaccine này có sẵn với nguồn cung lớn hơn trong nửa đầu năm nay. Tôi dự đoán rằng chúng ta sẽ thấy nhiều nghiên cứu hơn, bao gồm cả vaccine Moderna trong những tháng tới. Biểu tình chống khai thác gỗ tại thành phố Vancouver, 14 người bị bắt. Cảnh sát trên đảo Vancouver xác nhận vào hôm Chủ nhật có tổng cộng 14 người đã bị bắt trong vụ biểu tình tại khu vực Fairy Creek Watershed để chống khai thác gỗ. Xác nhận lại số người bị bắt sau khi ban đầu thông báo là có hơn 20 người vào hôm tối thứ Bảy. Cảnh sát cho biết, sau vụ bắt giữ ban đầu, một nhóm người đã họp lại khoảng giữa trưa và chặn giao thông dọc đường. Cảnh sát cho biết, lệnh của tòa án đã được tuyên đọc cho nhóm người biểu tình chặn đường và cho họ có cơ hội rời khỏi khu vực lệnh cấm hoặc sẽ đối mặt với sự bắt giữ. Một số người từ chối rời đi và 14 người sau đó đã bị bắt vì vi phạm lệnh. Những người biểu tình đã cắm trại ở khu vực Fairy Creek kể từ mùa hè năm ngoái với mục tiêu bảo vệ cái mà họ gọi là khu rừng già nguyên vẹn, không được bảo vệ cuối cùng trên đảo phía nam Vancouver. Vào ngày 1 tháng 4, Tòa án tối cao tỉnh BC đã ban hành lệnh cấm các nhà hoạt động cản trở công việc của công ty khai thác gỗ Till Jones. Trước đây thì công ty này cho biết khoảng 200 ha trong tổng số 1.200 ha đầu nguồn có thể thu hoạch được, phần còn lại được bảo vệ hoặc có địa hình không ổn định. Công ty cũng cho biết rằng họ có kế hoạch thu hoạch khoảng 20 ha từ khu vực có thể thu hoạch. Cảnh sát cho biết hiện họ đã bắt giữ tổng cộng 48 người ở Fairy Creek Watershed. 43 trong số những vụ bắt giữ đó là vì vi phạm lệnh, trong khi 5 vụ còn lại là vì tội cản trở. RCMP cũng cho biết hôm Chủ nhật rằng một chiếc xe của Till Jones đã bị phá hoại. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra về vụ việc đang diễn ra. Đối với các bạn yêu thích bộ môn hockey, khúc côn cầu trên băng, đội trưởng của đội Toronto Maple Leafs bị chấn thương đầu gối và chấn động đầu trong game 1 của trận đấu playoff đã rời khỏi trận đấu vô thời hạn. Đội trưởng của đội Toronto Maple Leafs là John Tavares đang phải đối mặt với một chấn thương đầu gối cũng như chấn động đầu
sau khi được đưa trên băng ca ra khỏi sân băng sau một cú va chạm đáng sợ trong trận 1 của loạt thi đấu playoff vòng 1 đối đầu với đội Montreal. Cầu thủ 30 tuổi này đã nằm bất động trước khi cố gắng đứng dậy khi bị va chạm mạnh. Các huấn luyện viên và bác sĩ của cả hai đội cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế bên trong nhà thi đấu Scotiabank Arena trống rỗng, yên tĩnh đến kỳ lạ. John Tavares đã được đưa đến bệnh viện St. Michael và xuất viện vào sáng thứ Sáu. Nhưng tổng giám đốc Kyle Dubas cho biết, đội trưởng John Tavares đã được xem xét và không bị bất kỳ tổn thương cấu trúc nào đối với đầu, cổ và cột sống của anh ấy, sau khi vô tình bị đầu gối của tiền đạo Corey Perry của đội Montreal Canadiens va chạm vào mặt. Ông Dubas cho biết vấn đề về đầu gối dự kiến sẽ khiến Tavares không có mặt trong đội hình ít nhất là 2 tuần. Tuy nhiên, khả năng sẵn sàng của Tavares trong phần còn lại của mùa giải vẫn còn chưa được khẳng định. Vì chấn thương đầu và chấn động, tôi nghĩ rất khó để đặt mốc thời gian khi ai đó sẽ trở lại, ông Dubas nói vào sáng thứ Bảy. John Tavares, người đã ký hợp đồng 7 năm trị giá là 77 triệu đô la Mỹ trong công ty tự do vào mùa hè năm 2018 và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu thứ ba của Toronto trong mùa giải rút ngắn của NHL, giải đấu khúc cung cầu trên băng quốc gia trong đại dịch. Sự biến động của đồng tiền điện tử Bitcoin kéo dài vào cuối tuần khiến các nhà giao dịch không ít hồi hộp. Sự biến động mạnh mẽ của đồng điện tử Bitcoin đã kéo dài vào cuối tuần khi đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới tiếp tục khiến các nhà đầu tư lo lắng khi biến động với tỷ lệ phần trăm là 2 con số. Bitcoin được giao dịch ở mức 33.052 đô la, giảm 13% vào lúc 3 giờ 45 chiều Chủ nhật ở New York, dưới mức trung bình trong 200 ngày của nó. Các loại tiền điện tử khác bao gồm Ethereum và Dogecoin cũng sụt giảm, theo CoinGecko.com. Trước đó thì khi bắt đầu cuối tuần, Bitcoin đã tăng hơn 8%, quay trở lại trên 38.000 đô la sau một tweet từ ông Elon Musk. Các nhà đầu tư vào Bitcoin đang trải qua một trong những tuần kinh hoàng nhất từ trước đến nay sau một chuỗi tiêu đề tiêu cực với giá dao động 30% theo mỗi hướng chỉ tính riêng vào hôm thứ Tư, khi nó giảm xuống mức thấp nhất là 30.016 đô la, là mức thấp nhất kể từ tháng Giêng. Ngay cả khi có sự biến động, Bitcoin vẫn tăng hơn 250% trong năm qua. Sự căng thẳng hỗn loạn bắt đầu sau khi ông Musk cho biết Tesla sẽ không còn chấp nhận đồng tiền Bitcoin dùng để thanh toán mua xe điện của mình, với lý do là đồng xu này sử dụng nhiều năng lượng. Một đòn khác xảy ra vào hôm thứ Sáu khi Trung Quốc nhắc lại cảnh báo rằng họ có ý định đàn áp hoạt động khai thác tiền điện tử như một phần của nỗ lực kiểm soát rủi ro tài chính. Các loại tiền điện tử khác cũng sụt giảm vào hôm Chủ nhật, với Ethereum giao dịch dưới mức 1.900 đô la trong thời gian ngắn và đồng tiền Dogecoin đã giảm hơn 16%, theo CoinMarketCap.com. Và một tai nạn thương tâm đã xảy ra ở nước Ý. Ít nhất 14 người chết sau khi cáp treo ở Ý lao xuống đất. Một cáp treo trên đỉnh núi lao xuống đất ở miền Bắc nước Ý hôm Chủ nhật khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, một đứa trẻ nhập viện trong tình trạng bị gãy xương nghiêm trọng. Thị trưởng của thị trấn Stresa là bà Marcella Severino cho biết có vẻ như sợi dây cáp bị đứt khiến chiếc xe bị lật cho đến khi nó va vào một cột tháp và sau đó rơi xuống đất. Tại thời điểm đó thì chiếc xe đã lật 2 hoặc 3 lần trước khi đâm vào cây, bà cho biết. Một số người đã chết khi bị văng ra khỏi cabin. Một bức ảnh về đống đổ nát do lực lượng cứu hỏa của Ý đã chụp được cho thấy phần còn lại của cáp treo đã bị nghiền nát bét trong một khu rừng thông rậm rạp gần đỉnh Monterone nhìn ra hồ Maggiore. Đó là một cảnh khủng khiếp, thị trưởng nói với Sky TG24 của nước Ý. Bà cho biết ngoài 2 đứa trẻ còn có người thứ 3 bị thương. Ông Walter Millen, phát ngôn viên của dịch vụ cứu hộ Alpine, cho biết tại vị trí đó, dây cáp của thang máy trượt tuyết đặc biệt cao so với mặt đất. Nguyên nhân vẫn chưa được xác định. Ông Millen lưu ý rằng tuyến cáp đã được cải tạo vào năm 2016 và chỉ mới mở lại gần đây sau khi khóa cửa do coronavirus. Ông Millen cho rằng nhiều gia đình có thể đã đổ xô lên núi vào một ngày Chủ nhật đầy nắng sau nhiều tháng bị hạn chế. Đỉnh Monterone đạt độ cao 1.491 mét, tức là 4.900 feet,
và nhìn ra hồ nước đẹp như tranh vẽ cũng như dãy núi Alps xung quanh thuộc vùng Piedmont của Ý. Thủ tướng Mario Draghi gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân với suy nghĩ đặc biệt hướng về những đứa trẻ bị thương nặng và gia đình của họ. Đây dường như là thảm họa cáp treo tồi tệ nhất của nước Ý kể từ năm 1998 khi một máy bay phản lực quân sự bay thấp của Mỹ đã cắt qua cáp của thang máy trượt tuyết ở Cavalis thuộc Dolomites khiến 20 người thiệt mạng. Mặc dù nguyên nhân vẫn chưa được xác định, nhưng đây là tai nạn mới nhất đặt ra câu hỏi về chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông của Ý. Năm 2018, cây cầu Morandi ở Genoa bị sập sau nhiều năm bị bỏ quên khiến 43 người thiệt mạng. Còn năm 2009, một đoàn tàu chở khí gas đã trật bánh tại ga Viareggio gần Lucca và phát nổ, giết chết 32 người. Các trục của đoàn tàu được bảo dưỡng kém đã được cho là nguyên nhân. Tổng thống Sergio Mattarella khi gửi lời chia buồn đã kêu gọi tôn trọng nghiêm ngặt tất cả các tiêu chuẩn an ninh trong giao thông vận tải. Và trong bản tin lạc quan hơn, ít nhất là đối với 3 người. Hai tấm vé Lotto 649 ở tỉnh Ontario chia nhau giải độc đắc Lotto 649 trị giá gần 9 triệu đô la. Hai người sở hữu vé Lotto 649 ở tỉnh Ontario sẽ chia giải độc đắc trị giá gần 9 triệu đô la trong kỳ quay xổ số 649 vào tối thứ Bảy. Mỗi tấm vé trúng giải trị giá hơn 4,43 triệu đô la. Trong khi đó, thì một người chơi xổ số từ khu vực Prairies đã giành được giải thưởng bảo đảm 1 triệu đô la trong cuộc rút thăm. Giải độc đắc cho kỳ quay thưởng Lotto 649 tiếp theo là vào ngày 26 tháng 5 sẽ ước tính trị giá 5 triệu đô la. Rất cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi bản tin Canada của ngày 24 tháng 5 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ của các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành và một tuần mới nhiều may mắn, nhiều năng lượng. Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin vào thứ Ba.